Hôm trước tôi có chia sẻ với các bạn ấy là thằng Mỹ nó kiểm soát toàn bộ, nó tạo ra cái chợ cho mọi người đem hàng lên bán và nó ngồi nó thu phế. Mà tất nhiên khi bây giờ nó là thằng chủ chợ thì nó có quyền, nó có cái khả năng đấy là loại cái mặt hàng sản phẩm nào ra khỏi cái chợ của nó, đúng không? Thế thì ngày hôm nay lần đầu tiên thằng Mỹ nó bắt đầu nó chơi cái trò này. Có rất nhiều người phân tích là Mỹ không có dân chủ nhân quyền, sợ TikTok tụt quần, sợ sự thật phơi bày, nó sợ còn thằng Mỹ nó đéo sợ cái gì cả, tại vì nó ngán gì là TikTok. Chẳng qua nó nói rằng là vì cái an ninh quốc gia hay là nó đảm bảo cái an toàn cho người dùng của TikTok, tức là nó sợ rằng nếu như nằm trong cái sự quản lý của cái công ty của Trung Quốc ấy, nó sẽ bán cái dữ liệu của người dân Mỹ cho chính phủ Trung Quốc hoặc là cho các cái thế lực của Trung Quốc. Thế cho nên là nó mới yêu cầu là công ty của Trung Quốc phải rút ra. Và tất nhiên khi mà công ty của Trung Quốc rút ra thì nó phải là công ty của Mỹ nhảy vào. Cho nên nó nói thẳng ra cái thông điệp ngày hôm nay nó chẳng liên quan mẹ đến dân chủ nhân quyền, mà nó chỉ đơn giản là thằng Mỹ đang muốn ăn cướp của thằng Trung Quốc. Bởi vì TikTok bây giờ là một ứng dụng rất lớn. Một là cầm vài nghìn tỷ USD rồi cút. Hai là sẽ không có gì. Đấy, thông điệp của thằng Mỹ nó rất rõ ràng như thế. Các bạn có thể thấy là bây giờ nó tuyên bố là cái công ty Biden của Mỹ ấy, của Trung Quốc ấy, là phải rút vốn ra khỏi cái ứng dụng TikTok. Còn nếu như không ấy, là đầu tiên cái việc đầu tiên của nó gì, nó sẽ loại ra khỏi cái Google. Đầu tiên sẽ là quốc gia của Mỹ này. Nhưng nếu mà chưa thấm ấy, là nó sẽ trôi trên toàn bộ thế giới. Và đặc biệt khi mà nó loại ra như vậy rồi thì TikTok chỉ còn có thể hoạt động ở Trung Quốc thôi, không thể là trên toàn cầu nữa. Bởi vì chúng ta sử dụng được TikTok ở đây là chúng ta phải có tải ứng dụng ở trên các cái phần mềm của điện thoại, đúng không? Ví dụ như là iOS hoặc là trên Safe Play. Đấy. Không phải nó ghét thằng Mỹ, nói chung nếu nói bảo nó ghét nó cấm đấy thì nói thằng Mỹ nó là cái thằng gọi là tiêu phu lớn củi quá, thì nó không thể nào nó trở thành gọi là bá chủ toàn cầu được. Mà ở đây nó đơn giản đấy là lợi nhuận, lợi ích. TikTok bây giờ là đang là một cái nền tảng được cực kỳ nhiều người sử dụng, mà thậm chí đấy nó có thể là đối thủ làm chết đi các cái ứng dụng khác của Mỹ, ví dụ như YouTube hay là Facebook. Và thực sự mà nói đấy là cái trí tuệ nhân tạo ở trên TikTok này đấy nó cũng rất thông minh, từng hành vi của chúng ta đấy đều được nó phân tích rồi nó sẽ gửi cái nội dung đấy, nó sẽ gửi cái nội dung rất ức chế cho chúng ta. Và vì ức chế cho nên chúng ta càng phải mày mò. Ví dụ như tôi ghét cái thằng Thăng Long TV thì cái thằng TikTok ấy nó cứ đưa cho các cái kênh liên quan cho thằng Long TV suốt ấy, bớ cho nó chặn mãi không hết. Thế cho nên là bây giờ đấy là thằng Mỹ đấy, nó nói là với cái lý do an ninh quốc gia rồi an ninh sự an toàn của người tiêu dùng của Mỹ. Thế nhưng thực tế đấy, thằng TikTok bây giờ nó thấy thằng TikTok này nó hay quá, nó tuyệt vời quá. Thế thì bây giờ nó làm sao? Cái việc đầu tiên của nó phải thâu tóm cả. Còn nếu như nó thâu tóm không được ấy, thì khi đó nó mới làm sao? Nó mới phá hủy. Thế cho nên cái thông điệp ngày hôm nay của Hạ viện Mỹ đấy nó đưa ra, cái thằng công ty tổng, cái thằng mà đầu tư, cái nhà đầu tư tiền cho TikTok ấy, mày phải rút ra khỏi TikTok trong vòng 165 ngày. Thế còn nếu như mà mày không rút ra thì tao sẽ loại đầu tiên là thị trường Mỹ. Dần dần là nó sẽ trên thị trường châu Âu hay thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản rồi sẽ đến các cái thị trường như Việt Nam. Ông nói sai, nó muốn cạnh tranh công bằng. Nó có công bằng đéo đâu mà muốn người ta cạnh tranh công bằng. Cái TikTok nó có làm gì đâu mà nó không công bằng. Cứ ông hỏi, thử hỏi xem thằng TikTok này luật thì nó cũng như là ứng dụng Facebook, nó cũng giống như YouTube. Cái thông tin mạng những tràn lan trên đấy cũng có ai kiểm duyệt đâu, nó cũng thực hiện đúng tự do, nó làm gì đâu mà bảo nó không công bằng. Cái vấn đề ở đây là nó không phải là cấm mà nó ra một cái lệnh. Đầu tiên là nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm suy yếu thằng này, suy yếu để thằng này phải nghe lời. Còn nếu không nghe lời là nó cho thành đống gọi là sắt vụn. Nó chỉ thế thôi chứ nó có liên quan cái gì đâu. Trung Quốc nó cấm YouTube, Facebook mà. Nói chung là Trung Quốc nó không dùng cái Facebook hay YouTube, nó thậm chí nó cấm Google. Thì nó là câu chuyện từ lâu lắm rồi. Nhưng ở đây thằng Mỹ nó không đòi hỏi cái chuyện là mày phải mở cửa cho Facebook vào hoạt động. Mày không mở, mày phải mở cửa cho YouTube, nếu không tao cấm TikTok. Nó không nói như vậy. Ở đây nó đơn giản là an ninh quốc gia. Nó bảo thằng này thâu thập thông tin của người Mỹ, của chính phủ Mỹ. Thế cho nên là bây giờ đây là đầu tiên nên nó phải do công ty của Mỹ nó quản lý thì mới được hoạt động ở Mỹ. Còn nếu như mà công ty của Trung Quốc là nó không cho hoạt động, nó lộ rõ ra cái bản chất rồi. Là bây giờ làm sao? Một, mày cầm vài nghìn tỷ USD rồi lượn giao TikTok cho tao. Hai, tao sẽ cho mày chết luôn ở trên toàn cầu. Đấy là cái cách thằng Mỹ nó trị thiên hạ. Nếu không như thế thằng Mỹ làm sao nó nắm được cái quyền của thế giới, đúng không? Nó làm sao nó nắm quyền lãnh đạo của thế giới được? Đầu tiên là gì? Thấy nó ngon đấy, ok đấy, thâu về bên mình. Thế còn nếu như không thâu được, phá hủy. Nguyên tắc rồi, không mẹ tàn nhẫn như thế nào sao làm lãnh đạo toàn cầu được? Đấy là cái liên quan đến cái câu chuyện mà TikTok mà hôm nay chúng ta thấy ở trên báo chí cũng như là TikTok nó bàn loạn loạn lên vì cái chuyện là có nên cấm TikTok hay không. Cấm cái con mẹ thì cấm TikTok thì nó ra TikTok. Con người nó phải đối diện cái đấy. Có thế thì chúng ta mới khôn ngoan lên được. Chúng ta có va vấp thì chúng ta mới biết được. Có bị TikTok nó lừa cho nhiều lần thì mới tỉnh táo được.
chứ việc cấm cấm chơi mi chơi 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 mi gì chơi khăng, quay trở lại chơi khăng chơi chơi tắm mi à?